ngày 18 tháng 10, liên quan vụ một tàu cá ở Cà Mau chở 9 thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác. Đội kiểm tra liên ngành 666, tỉnh Cà Mau cho biết, thống nhất đề nghị Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 giao nhận toàn bộ hồ sơ và tang vật, phương tiện cho công an huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án. Sau khi tiếp nhận vụ việc, đội kiểm tra liên ngành 666 phối hợp cán bộ cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Cà Mau, công an huyện Nam Căn, viện kiểm sát và công an huyện Ngọc Hiển đánh giá hành vi vi phạm của thuyền trưởng Trương Văn Sang, sinh năm 1987, ngụ xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển có đủ yếu tố cấu thành tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử theo nghị quyết 04 ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Trước đó, lúc 4 giờ ngày 17 tháng 10, tổ công tác Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 kiểm tra, phát hiện tàu cá CM08710TS đang hoạt động cách đảo Hòn Khoai 28 hải lý, vận chuyển 9 thiết bị giám sát hành trình VMS của các tàu cá khác. Trên tàu có ông Trương Văn Sang làm thuyền trưởng, thuyền viên là ông Huỳnh Văn Sơn, sinh năm 1991, ngụ thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển. Tổ công tác lập hồ sơ ban đầu, tổ chức dẫn giải người và phương tiện về cảng hải đội 421, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau. Qua kiểm tra thực tế, tàu CM08710TS thuộc diện tàu cá 30, không đăng ký, không giấy phép khai thác, không đăng kiểm. Tàu mới được đăng ký lại ngày 1 tháng 7 năm 2024. Số máy trên tàu không trùng khớp với số máy trong giấy chứng nhận đăng ký cấp cho tàu cá CM08710TS. Tàu thuộc sở hữu của ông Đặng Đức Nhỏ, ngụ thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, cho ông Trương Văn Sang thuê từ ngày 4 tháng 8 năm 2024 với giá 5 triệu đồng một tháng, thời hạn thuê là 3 tháng.